Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 15 tháng 5, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hậu quý vị buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phaero trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Tứ Quyết và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức cha Pierre Battista Pisabala, giám quản tông tòa, tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem về tình hình thánh địa hiện nay sau đó chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua và cuối chương trình anh phương sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại một số phép lạ nhờ lời chuyển cầu của đức mẹ fatima bây giờ trần phúc nhạc xin gửi đến quý vị một gặp đức giáo hoàng Kính thưa quý vị thính giảm, trưa Chủ nhật hôm qua 14 tháng 5, Đức Thánh cha đã chủ sư buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Ferro và trong bài huấn dụ ngắn, ngài đã kể lại cuộc hành hương vừa qua ngài thực hiện tại Roma và rút ra những bài học cho tất cả mọi người. Đức Thánh cha nói: Ieri sera sono ritornato dal pellegrinaggio a Fatima un significato particolare. Tối hôm qua tôi đã trở về sau cuộc hành hương tại Fatima và buổi đọc kinh Kính Đức Mẹ của chúng ta hôm nay có một ý nghĩa đặc biệt, đầy ký ức và những lời ngôn sứ đối với người nhìn lịch sử với con mắt đức tin. Tại Fatima, tôi đã chìm trong kinh nguyện của dân thánh trung thành Kinh nguyện diễn ra tại đó từ 100 năm nay như một dòng sông để khẩn cầu ơn phù trợ từ mẫu của mẹ Maria trên toàn thế giới. Tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi đến dưới chân Đức Mẹ như một người lữ hành hy vọng và hòa bình. Và tôi thành tâm cảm ơn các giám mục, chính quyền quốc gia và tất cả những người đã cộng tác. Ngay từ đầu trong lúc tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, tôi đã thinh lặng lâu cùng với sự thinh lặng cầu nguyện của tất cả các tín hữu hành hương, một bầu không khí mặc niệm và chiêm ngắm đã được hình thành, trong đó đã diễn ra những lúc cầu nguyện. Nơi trung tâm của tất cả đã và hiện có Chúa Phục Sinh, hiện diện giữa dân của Ngài trong lời Chúa và Thánh Thể. Hiện diện giữa bao nhiêu bệnh nhân là những người giữ vai chính trong đời sống phụng vụ và mục vụ tại Fatima, cũng như của mỗi đền thánh đức mẹ tại fatima đức mẹ đã chọn tâm hồn ngây thơ và đơn sơ của các trẻ em francisco jacinta và lucia như những người gìn giữ sứ điệp của mẹ các trẻ em này đã đón nhận sứ điệp một cách xứng đáng đến độ được nhìn nhận là những chứng nhân đáng tin cậy về những cuộc hiện ra và trở thành mẫu gương về đời sống kitô qua việc phong thánh cho Francisco và Jacinta, tôi đã muốn đề nghị với toàn thể giáo hội tấm gương của các chân phước này về lòng gắn bó với Chúa Kitô và làm chứng tá tin mừng. Đời sống thánh thiện của các vị ấy không phải là hậu quả của những lần hiện ra, nhưng là của lòng trung thành và nhiệt thành mà các vị đã đáp lại đặc ân được thấy Đức Trinh Nữ Maria. Sau cuộc gặp gỡ với bà đẹp các em siêng năng đọc kinh mân côi, làm việc thống hối và dâng hy sinh để cầu cho chiến tranh chấm dứt và cho các linh hồn cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa hơn cả. Đức Thánh Cha nói tiếp, ngày nay cũng rất cần kinh nguyện và thống hối để khẩn cầu ơn hoán cải cũng như chấm dứt những cuộc xung đột vô nghĩa lý, những bạo lực bóp méo khuôn mặt của nhân loại chúng ta hãy để cho ánh sáng đến từ Fatima hướng dẫn. Xin khiết tâm mẹ Maria luôn luôn là nơi nương náu, là niềm an ủi của chúng ta và là con đường dẫn chúng ta đến cùng Chúa Kitô. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Regina Celi, letare, alleluia! Quia quem me luisti portare, alleluia! Resurrexit sicudixit alleluia! Ora pro nobis Deum, alleluia! Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia! Quia surrexit Dominus vere, alleluia! Deus, qui per resurrectionem fili Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat Vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius, Et Spiritus Sanctus. Amen. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã phó thác cho Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình số phận của các dân tộc bị chiến tranh và xung đột, đặc biệt tại Trung Đông. Ngài nói: Bao nhiêu người vô tội đã bị thử thách nặng nề, dù họ là Kitô hữu hay là người hồi giáo, dù họ thuộc các sắc dân thiểu số như người Jezidi họ chịu những bạo lực bi thảm và kỳ thị cùng với tình liên đới ấy tôi nhớ đến họ trong kinh nguyện và trong lúc tôi cảm ơn tất cả những người dẫn thân đáp ứng những nhu cầu nhân đạo của họ tôi khuyến khích các cộng đoàn hãy tiến bước trên con đường đối thoại và hòa giải để xây dựng một tương lai tôn trọng an ninh và hòa bình đức thánh cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước hôm thứ bảy 13 tháng 5 vừa qua tại Dublin, thủ đô Ireland, cho linh mục John Sullivan dòng tên người Ireland, sống giữa thế kỷ 19 và 20, ngài nói: Cha đã tận tụy thi hành việc giảng dạy và huấn luyện tinh thần cho người trẻ và được yêu mến, được tìm kiếm như một người cha của người nghèo và người đau khổ. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì chứng tá của cha và đức thánh cha chào thăm đông đảo các nhóm tín hữu từ Roma, Italia cũng như từ các nước khác. ngài cầu chúc mọi người một Chúa nhật tốt đẹp. cũng nên nói thêm rằng chân phước John Sullivan sinh trưởng trong một gia đình anh giáo có năm người con. thân phụ ngài là Sir Edward Sullivan, bộ trưởng tài chánh của Ireland, còn mẹ ngài là bà Elizabeth, một tín hữu Công giáo nhiệt thành. Một năm sau khi thân phụ qua đời, John Sullivan đã tới London để tiếp tục học luật, và về sau cha đã trở lại công giáo, thủ phong linh mục năm 1907. Cha qua đời năm 1933, thọ 72 tuổi. Mộ của cha đã trở thành nơi hành hương với nhiều vụ khỏi bệnh lạ lùng xảy ra tại đó. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đại Vatican tiếp theo đây kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn đức cha Pierre Battista Pisabala giám quản tông tòa tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem về tình hình thánh địa hiện nay kính thưa quý vị thưa các bạn như quý vị và các bạn thính giả đều biết tình hình thánh địa từ lâu nay vẫn là mối lo âu thường trực của toàn thế giới nhưng giờ đây lại càng được chú ý nhiều hơn trong hoàn cảnh hiện nay theo Đức Tổng giám mục pierre Batista Pisabala, giám quản tông tòa Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, thánh địa đang chìm trong bóng tối, chỉ có lê lói vài tia sáng lẻ loi. Đức cha mạnh mẽ khẳng định rằng những lời tuyên bố chung chung là nỗ lực dẫn thân cho hòa bình mà thôi không đủ. Cần phải có những hành động cụ thể nữa, có khả năng thăng tiến cuộc sống của dân chúng trong vùng. Nếu không, tình hình vẫn ở mức độ nghiêm trọng bao nhiêu vấn đề cần được giải quyết chẳng hạn như các khu vực định cư của người do thái sự hiện diện của quân đội israel trên lãnh thổ palestine các cuộc thương thuyết israel palestine bị đình trệ vấn đề thành thánh jerusalem và bây giờ cả cuộc đình công tuyệt thực của các tù nhân palestine bị giam giữ trong các nhà tù ở israel nữa Đức Tổng giám mục Pierre Battista Pizzaballa sinh trưởng tại tỉnh Bergamo, Bắc Italia, năm nay 52 tuổi, gia nhập dòng Francisco hèn mọn vào tháng 9 năm 1976. Cha khấn trọn tại Bologna vào năm 1989 và lãnh nhận thánh chức linh mục ngày 15 tháng 9 năm 1990 từ tay Đức Hồng E. Giacomo Biffi tại nhà thờ chính tòa Bologna, cha sang học tiếp tại Jerusalem, rồi làm giáo sư dạy ở phân khoa khoa học thánh kinh và khảo cổ tại Đại học dòng Francisco ở Jerusalem. Với sự đồng ý của tòa thánh, dòng anh em hèn mọn Francisco đã bầu cha làm quản thủ thánh địa vào tháng 5 năm 2004. Cha đã được truyền chức tổng giám mục vào tháng 9 năm 2016 tại nhà thờ chính tòa Bergamo và chỉ định làm giám quản tông tòa Jerusalem thay thế đức thượng phụ Fuat Tuan từ chức vì lý do tuổi tác. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn đức cha Bala dành cho hãng thông tấn công giáo Sia mới đây. Đức cha đã đề cập đến nhiều đề tài như cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine, từ tân tổng thống Hoa Kỳ Trump đến cuộc đình công tuyệt thực của các tù nhân Palestine hiện nay. Thưa Đức cha Pisabala, Đức thánh cha Francisco vừa thực hiện một cuộc công du Ai Cập mấy ngày trước đây. Thế thì chuyến viếng thăm mục vụ này có gây được ảnh hưởng nào trên tất cả các Kitô hữu vùng Trung Đông hay không ạ? À? Khó lòng có được một thành quả cụ thể và ngay tức khắc Chuyến viếng thăm này đã là một khích lệ mạnh mẽ, một chứng tá mà mọi người Kitô đều cần đến. Cũng bởi vì tôi không tin rằng Đức Thánh Cha có thể thay đổi những thảm kịch hiện nay hay thay đổi đầu óc của những kẻ điên khùng chỉ biết sử dụng bom đạn mà thôi. Cần có một ai đó đến nói với những kẻ đang đau khổ quần quại rằng họ không cô đơn một mình, họ không bị bỏ rơi đề tài đại kết trong máu âm vang trong chuyến viếng thăm đã thu hút sự chú ý của mọi người trên các Kitô hữu ở các nước khác trong vùng như Syria, Iraq. Đức cha có nghĩ rằng các điều kiện sinh sống của người Kitô ở những nước ấy có thể được thăng tiến hơn nhờ những thay đổi trong nội bộ chính quyền hay không? Còn muốn nhắc đến những cởi mở của Al Asad về những vấn đề, chẳng hạn như quốc tịch. Có thể là ở Ai cập người ta làm được một vài điều gì đó. Ở các nước khác thì không ai biết được cả. Nhưng tôi lập lại một lần nữa rằng, sứ điệp mà Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra từ Cairo, cùng với Đức Thượng Phụ Taguateros II và Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, cũng như các vị Thượng Phụ khác, gửi đến toàn thể các kỳ hữu là một vòng tay ôm thật ý nghĩa sẽ không bị biến mất trong một thời gian ngắn ngủi. Có thể sẽ kéo dài về sau, ít ra là tôi hy vọng như thế. Từ hội nghị về hòa bình do al tổ chức, Đại imam al đã tái khẳng định sự cần thiết phải giải thoát hình ảnh của các tôn giáo khỏi những thành kiến sai lạc, những giải thích giả tạo, những thực hành lầm lạc. Đây là những quyền lực sự giữ gây ra tranh chấp phổ biến oán thù suối dục bạo lực. Vì có bận công việc không thể trì hoãn được, tôi đã không thể đến tham dự hội nghị hòa bình do al tổ chức, mặc dù tôi đã được mời và lẽ ra phải thuyết trình ở hội nghị này. Điều tôi muốn nói trong mọi trường hợp, đó là dưới ánh sáng những gì đang xảy ra tại Trung Đông giữa tín hữu Kitô và người Hồi giáo, hay ngay cả giữa những người Hồi giáo với nhau, chỉ đưa ra những lời tuyên bố chung chung là nỗ lực dẫn thân cho hòa bình, hô hào cổ động cho hòa bình bằng lời nói mà thôi thì không đủ. Chúng ta cần phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm của mình, phải tự hỏi tại sao xảy ra những điều tệ hại như thế, ai là kẻ ôm ấp ý đồ ý thức hệ này và phải làm sao để ngăn chặn nó ngay lập tức. Chúng tôi muốn tạo dựng hòa bình giữa người Israel và người Palestine và chúng tôi sẽ đạt đến mục tiêu này. Trong cuộc hội kiến với tổng thống Palestine Abu Mazen hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khẳng định như thế và nói rằng muốn chấm dứt cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine Tổng thống Trump cũng sẽ gặp Đức thánh cha ngày 24 tháng 5 tới đây sau khi viếng thăm Israel và Palestine. Theo Đức cha thì tổng thống Trump có thể thành công ở những lĩnh vực mà các vị tiền nhiệm của ông đã thất bại không? Tất cả các tổng thống Hoa Kỳ khi khai mạc nhiệm kỳ đều nói cùng một điều này, kinh nghiệm 20 năm hoạt động tại Trung Đông chứng minh cho tôi thấy rằng cần phải hết sức thận trọng khi đưa ra những lời tuyên bố mạnh mẽ hùng hồn quá độ như thế cần phải thẩm định tình thế tại trận và ở đây, tình hình rất trầm trọng. Nào là cuộc đình công tuyệt thực của các tù nhân Palestine, nào là các khu định cư của người Do Thái tiếp tục gia tăng. Những tình trạng này không thay đổi với những lời tuyên bố giản đơn như thế. Thưa Đức Cha, có một vài biến chuyển mới dường như đang xảy ra. Hamas, là lực lượng Palestine hiện đang cầm quyền tại giải Gaza, đã chấp nhận một sửa đổi trong chương trình chính trị của mình – chấp nhận việc thành lập một quốc gia Palestine giới hạn trong biên giới dạo năm 1967. Đây có phải là một quyết định rộng mở cho giải pháp hai dân tộc, hai quốc gia không, thưa Đức Cha? Chuyển đổi từ tư tưởng tàn phá Israel sang ý tưởng chấp nhận biên giới một quốc gia Palestine thật là một điều rất quan trọng. Nhưng con đường phải đi vẫn còn dài. Chúng ta phải đi suốt con đường này và mọi bước tiến đều quan trọng và ích lợi. Hòa bình phải được xây dựng tại chỗ, ngay trên lãnh thổ này, bởi vì chính tình trạng nơi đây phải được cải tiến, nếu không, dân chúng sẽ trở nên nghi ngờ và xa lánh nó. Còn một vấn đề gai góc nữa vẫn chưa được giải quyết, đó là vấn đề thành Jerusalem. Liên quan đến vấn đề này, mới đây tổ chức UNESCO đã chấp thuận một nghị quyết gây nhiều tranh luận. Nghị quyết này chối bỏ chủ quyền của Israel trên một phần của thành Jerusalem. Rồi tổng thống Trump cũng muốn rời đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv đến thành thánh Jerusalem, vốn là thánh địa của ba tôn giáo độc thần. Jerusalem là vấn đề chính của mọi vấn đề và khó mà giải quyết được cách dễ dàng, bởi vì Jerusalem không phải là một vấn đề lãnh thổ hay biên giới mà thôi. Jerusalem là vấn đề của một lý tưởng, trong đó cả yếu tố tôn giáo tối quan trọng. Liên quan đến Jerusalem, người Kitô chúng ta không thể im lặng. Jerusalem là thành thánh của Kitô giáo nữa. Jerusalem sẽ không chỉ là thành quả của cuộc thương thuyết giữa Palestine và Israel do Thái và Hồi giáo mà thôi, nhưng phải có tiếng nói của Kitô hữu nữa. Hồi nãy, Đức Cha có nói đến cuộc đình công tuyệt thực từ ngày 17 tháng 4 vừa qua của các tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù Israel trong một tuyên ngôn về vấn đề này, như là thẩm quyền công giáo tại Thánh Địa, Đức Cha đã yêu cầu chính quyền Israel chấm dứt các vụ bắt giam hành tránh, lắng nghe tiếng kêu than của các tù nhân và tôn trọng phẩm giá làm người của họ. Điều gì có thể xảy ra nếu các đòi hỏi của giới tù nhân không được thỏa mãn, hay tệ hơn nữa, nếu có người tù nào thiệt mạng, thưa Đức Cha? Tôi cầu mong điều này sẽ không xảy ra. Nếu xảy ra, thì tình hình sẽ trở nên trầm trọng hơn và có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Mùa phục sinh vừa qua đã thu hút rất nhiều du khách đến hành hương thánh địa. Năm nay 2017 có thể được xem là năm tái phục hồi các cuộc hành hương không thưa đức cha. So với năm ngoái, con số khách hành hương gia tăng, tuy nhiên lượng du khách đến từ Âu châu suy giảm trong khi các đoàn hành hương từ Á châu tăng mạnh. Dù sao đi nữa, con số khách hành hương thánh địa gia tăng là một khuynh hướng rất tích cực và chúng tôi hy vọng là sẽ kéo dài lâu. Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Cha Pierre Battista Pisabala, giám quản tông tòa, tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem về tình hình thánh địa hiện nay. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, hôm mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho Đức Thượng phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, để cảm ơn Đức Thượng phụ vì sự đón tiếp ngài hôm 28 tháng 4 vừa qua và tái khẳng định hiệp định nhìn nhận bị tích rửa tội của hai giáo hội liên hệ. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 4 năm cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Tawadros II tại Vatican ngày mùng 10 tháng 5 năm 2013. Đức Thánh Cha viết: tôi đặc biệt biết ơn vì sự kiện chúng ta đã củng cố sự hiệp nhất bi tích rửa tội của chúng ta trong thân mình chúa kitô cùng nhau tuyên bố rằng với sự đồng tâm hiệp ý chúng tôi chân thành tìm cách không lập lại bi tích rửa tội đã được một trong các giáo hội của chúng ta cử hành cho những người nào muốn ghi danh vào giáo hội khác các mối dây huynh đệ giữa chúng ta kích thích chúng ta tăng cường nỗ lực chung kiên trì trong sự tìm kiếm hiệp nhất hữu hình trong sự khác biệt dưới sự hướng dẫn của chúa thánh thần Chúng ta tiếp tục tiến bước trong hành trình hướng về cùng một bàn tiệc thánh thể, tăng trưởng trong tình yêu thương và hòa giải. Đức thánh cha cho biết, Ngài tiếp tục cầu nguyện cho đức thượng phụ và cho hòa bình ở Ai Cập cũng như tại Trung Đông. Đức thánh cha và đức thượng phụ Tawatros II đã ký vào tuyên ngôn chung chiều tối ngày 28 tháng 4 tại tòa thượng phụ ở Cairo, trong đó có đoạn 11, nhìn nhận giá trị bị tích rửa tội của hai bên và không rửa tội lại cho người thay đổi giáo hội. Tuy nhiên, trong nội bộ giáo hội chính thống Copt có một số người phản đối Đức thượng phụ về tuyên ngôn này vì cho là không có sự tham khảo sâu rộng và nhất trí trong giáo hội chính thống Copt về vấn đề này. Sáng thứ hai, Đức Thánh cha đã tiếp kiến ban giám đốc và các linh mục sinh viên thuộc Giáo hoàng Học viện Bồ Đào Nha ở Roma gồm 50 người. Ngài mời gọi mọi người hãy tăng trưởng trong tình con thảo với Mẹ Maria. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục sinh viên hãy tăng trưởng không biết mệt mỏi trong việc huấn luyện về phương diện tô, linh mục, mục vụ và văn hóa. Ngài nói, bất kỳ anh em theo đuổi ngành chuyên môn nào, quan tâm đầu tiên của anh em vẫn phải luôn làm sao để tiến triển trên con đường thánh hiến linh mục qua kinh nghiệm yêu mến Chúa, một thiên chúa gần gũi và trung tín như hai chân phước Francisco, Jacinta và nữ tôi tới Chúa Lucia đã cảm thấy. Đức Thánh Cha cũng đề cao tương quan với mẹ Maria. Tương quan này giúp chúng ta có tương quan tốt đẹp với giáo hội. Cả hai đều là mẹ chúng ta. Cần vun trồng tình con thảo với Đức Mẹ, vì nếu thiếu điều này thì sẽ có một sự mồ côi nào đó trong tâm hồn. Một linh mục quên Đức Mẹ, nhất là trong những lúc khó khăn, thì sẽ thiếu một sự gì đó, như thể là người mồ côi, trong thực tế họ không phải như vậy. Tuần qua, Liên hội đồng giáo mục Mỹ châu Latin đã nhóm khóa học từ ngày 9 đến 13 tháng 5 tại San Salvador với sự tham dự của các vị giám mục chủ tịch và đại biểu của 22 hội đồng giáo mục thuộc đại lục này cùng với Hoa Kỳ và Canada. Mục đích khóa học kéo dài 5 ngày này là để tăng cường quan hệ giữa các hội đồng giáo mục Bắc Mỹ và Mỹ châu Latin cũng như thảo luận về các vấn đề thuộc chính sách xã hội tại đại lục này nhắm đến việc xây dựng một giáo hội cho người nghèo như Đức Tổng giám mục Trân Phước Oscar Romero đã hiến mạng sống mình để phục vụ. Trong thư gửi các giám mục nhân dịp này, Đức Thánh Cha tố giác nạn tham nhũng như một đe dọa trầm trọng đối với các dân tộc ở Mỹ Châu La Tinh, đồng thời Ngài tái kêu gọi giáo hội gần gũi dân chúng để canh tân niềm hy vọng của họ. Trong thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết, Tham nhũng là một trong những tội nặng nhất đang tác hại trên đại lục chúng ta ngày nay, tham nhũng tàn phá các sinh mạng bằng cách dìm chúng trong tình cảnh nghèo đói cùng cực, tham nhũng tàn phá cả dân tộc vì buộc họ sống trong cảnh bấp bênh, tham nhũng giống như bệnh ung thư làm hao mòn cuộc sống hàng ngày của dân chúng và có biết bao anh chị em của chúng ta đang chiến đấu dũng cảm chống lại tệ nạn này. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự tích tượng Đức Mẹ Aparecida, buồn mạng của Brazil, được ba ngư phụ tìm thấy cách đây 300 năm tượng đã giúp mang lại niềm tin, ngài viết cả ngày nay đức mẹ Aparadida cũng làm cho chúng ta tăng trưởng bằng cách biến dân chúng thành các môn đệ của Chúa. Tại aparecida chúng ta tìm được năng lực của một dân tộc xứng thú mình là người tội lỗi và được cứu rỗi, một dân tộc mạnh mẽ và kiên trì, ý thức cuộc sống của mình đầy tràn một sự hiện diện, khuyến khích họ đừng mất hy vọng. Đức Thánh Cha viết thêm rằng. Tôi lặp lại với anh em điều tôi đã viết trong tông huấn niềm vui phúc âm. Tôi thích một giáo hội bị tím bầm, bị thương tích và bụi bặm vì đi ra ngoài đường, hơn là một giáo hội bị bệnh hoạn vì khép kín và vì bám víu vào sự an toàn của mình. Trong khuôn khổ khóa họp thứ năm ngày 11 tháng 5, tất cả các giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu latin và các linh mục El Salvador đã cử hành thanh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận thủ đô San Salvador. Mừng trước, kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của Đức Tổng Giám mục Oscar Romero. Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là Chê được thành lập năm 1955 và quy tụ 1.500 giám mục thuộc đại lục này. Cũng liên quan đến Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho các giám mục Venezuela, Ngài bày tỏ xác tín, những vấn đề trầm trọng của đất nước này có thể được giải quyết nếu có ý chí bắt cầu Đức Thánh Cha cho biết, Ngài lo lắng theo dõi tình trạng của nhân dân Venezuela đang đứng trước những vấn đề trầm trọng. Đồng thời, Ngài cũng bày tỏ đau buồn sâu xa về những cuộc đụng độ và bạo lực trong những ngày qua làm cho nhiều người chết và bị thương. Chúng không giúp giải quyết các vấn đề, trái lại càng gây thêm đau khổ. Đức Thánh Cha cảm ơn các giám mục cùng với các linh mục, tu sĩ và giáo dân chia sẻ tình cảnh đau khổ của dân chúng, thiếu lương thực và thuốc men, một số còn phải chịu những cuộc tấn công và những hành vi bạo hành chống lại các thánh đường của họ. Đức Thánh Cha viết Tôi cũng cảm ơn anh em vì đã liên tục kêu gọi tránh bất kỳ hình thức bạo lực nào, tôn trọng các quyền của công dân và bảo vệ phẩm giá con người cũng như các quyền căn bản. Vì như anh em, tôi xác tín rằng những vấn đề trầm trọng của Venezuela có thể giải quyết được nếu có ý chí kiến tạo những nhịp cầu, nếu người ta muốn đối thoại nghiêm túc và tôn trọng những hiệp định đã đạt được sau cùng đức thánh cha khuyến khích các giám mục venezuela đừng để cho những người con yêu quý của đất nước này để cho mình bị sự thiếu tin tưởng và tuyệt vọng đánh bại vì đây là những sự ác thấu nhập vào tâm hồn con người khi người ta không nhìn thấy viễn tượng tương lai từ hơn ba năm nay venezuela lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và chính trị các tổ chức nhân quyền và giáo hội công giáo phê bình cuộc bách hại chính trị chống phe đối lập cũng như sự đàn áp các giá trị dân chủ cơ bản. Làn sóng phản đối mới đây xảy ra khi ngành tư pháp tại Venezuela toan tính tước quyền của Quốc hội và vụ Tổng thống Maduro tuyên bố triệu tập một tổ chức để soạn thảo hiến pháp mới cho nước này. Từ đầu tháng 4 đến nay đã có hơn 35 người chết vì những xáo trộn tại Venezuela. Tuần qua, giáo hội đã có thêm một vị chân phước mới. Đó là linh mục dòng tên người Ireland, cựu anh giáo, cha John Sullivan, được phong chân phước hôm thứ Bảy 13 tháng 5. Hiện diện tại biến cố này, đặc biệt có hai vị tổng giáo mục, một công giáo và một anh giáo. Cha John Sullivan sinh năm 1861, trong gia đình có năm người con, và được cha là Sir Edward Sullivan, bộ trưởng tài chính của Ireland, nuôi dưỡng theo truyền thống tin lành. Bà mẹ là Elizabeth, một tín hữu công giáo nhiệt thành. Năm năm, một năm sau khi cha qua đời, John Sullivan đến London để học luật. Mười năm sau đó, anh đi theo phái đoàn chính phủ để điều tra về vụ thảm sát Adana Thổ Nhĩ Kỳ. Năm sau, năm 1896, anh trở lại công giáo lúc 35 tuổi. Trở về Dublin, John Sullivan thay đổi cuộc sống và dành nhiều thời giờ để viếng thăm người nghèo và những người sắp qua đời. Bốn năm sau đó, anh gia nhập dòng tên và được thụ phong linh mục năm 1907. Nhiều cuộc khỏi bệnh lạ lùng xảy ra nhờ lời cầu nguyện của cha Sullivan từ bệnh viêm màng não cho đến bệnh ung thư nhũ hóa, lao phổi, trẻ em bị tê liệt và nhiều thứ bệnh khác. Trong thời gian dạy học tại trường Clongoood tại huyện Kindred, cha thường đạp xe từ những vùng xa để cầu nguyện cạnh giường bệnh của các bệnh nhân. Tại trường học, các học sinh nói rằng họ thành công nhờ lời cầu nguyện của cha hơn là khả năng dạy học của cha. Sau khi cha qua đời năm 1933, thọ 72 tuổi, mộ của cha Sullivan ở Colombo trở thành nơi hành hương, các vụ khỏi bệnh lạ lùng tiếp tục. Cha Connor Harper, phó thể nguyện viên án phong thánh cho cha Sullivan, cho biết rằng hàng trăm phép lạ được các tín hữu nhận được và xác tín là nhờ lời chuyển cầu của cha Sullivan. Tuy nhiên, theo cha Harper, sự cao cả thực sự của Cha Sullivan là sự kiện Cha là một linh mục của người nghèo và các bệnh nhân. Đó là lý do tại sao Cha được biết tới. Tuần qua có một tin vui cho các tín hữu Kitô Iraq. Đó là hôm thứ hai mùng 8 tháng 5, công trình kiến thiết hàng ngàn đơn vị gia cư cho các tín hữu Kitô ở vùng Bình Nguyên Ninive bên Iraq đã được khởi sự đây là dự án được tổ chức bác ái quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở bên đức tài trợ hiện diện tại buổi khai mạc công trình có một phái đoàn của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ các đại diện của giáo hội chính thống syriac công giáo syriac và công giáo candê Dự án này nhắm xây cất 13.000 căn nhà tại các địa điểm khác nhau để đưa các tín hữu Kitô trở về vùng bình nguyên Ninive, nơi họ đã phải rời bỏ cách đây hơn 2 năm về sự tấn công và chiếm đóng của lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS. Tại vùng này, các tín hữu Kitô còn cầu nguyện trong các căn lều vì nhà thờ của họ đã bị nhóm ISIS phá hủy, các thánh giá bị đập gãy. Nhờ sự trợ giúp của tổ chức trợ giúp các xã hội đau khổ, dân chúng bắt đầu hồi hương tại các làng Betela, Carambles và Caracos. Đức Thượng Phụ Rafael Luis Sacco, giáo chủ công giáo Cande cũng hiện diện. Ngài gọi đây là một dấu chỉ hy vọng cho toàn thể dân chúng. Trong buổi lễ, sau lời nguyện, mỗi gia đình nhận được một cây ô lưu nhỏ để trồng trong vườn của nhà họ. Ngày nay vẫn còn 80.000 người muốn trở về gia cư của họ. Hiện thời họ sinh sống tại các thành phố thuộc miền quốc distant ở mặt bắc Iraq và giáo hội giúp đỡ họ về nơi tạm trú và lương thực. Hôm mùng 9 tháng 5 vừa qua, một hội nghị quốc tế về khoa học và tôn giáo đã khai diễn tại Đài Thiên văn Vatican ở Castel Gandolfo với sự tham dự của các chuyên gia đến từ nhiều nước trên thế giới. Hội nghị khoa học này kéo dài đến ngày 12 tháng 5 và có chủ đề là Những lỗ đen, các sóng hấp lực và đặc điểm không gian thời gian. Hội nghị nhắm chứng tỏ khoa học và tôn giáo không đối nghịch nhau, nhưng liên kết trong sự liên tục tìm kiếm chân lý trong việc khám phá những mầu nhiệm của vũ trụ. Trong cuộc họp báo hôm mùng 8 tháng 5 tại phòng báo chí tòa thánh, Tu huynh Gui Gongson Manyo dòng tên giám đốc đại thiên văn Vatican nói rằng: "Chúng tôi hy vọng hội nghị này là một cuộc gặp gỡ giữa những người có những ý kiến rất khác nhau nhưng có một tình thân hữu rất gần nhau đến từ sự kiện Họ có cùng một ước muốn chung tìm hiểu sự thật về vũ trụ và cách thức chúng ta hiểu sự thật ấy. Một trong những vấn đề chính được thảo luận tại hội nghị là khám phá hồi năm ngoái về sự hiện hữu của các sóng hấp lực đã được nhà bác học Albert Einstein tiên báo cách đây gần 100 năm trong thuyết tương đối của ông. Sự khám phá này có thể mở ra một chương mới trong việc hiểu biết những biến cố trên trời và các vùng lỗ đen trong vũ trụ. Trước khi kết thúc chương trình, anh phương xin gửi đến quý vị một số phép lạ nhờ lời truyền cầu của đức mẹ fatima Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm đúng 100 năm ngài Đức Mẹ Maria hiện ra lần đầu tiên với ba em bé mục đồng tại Fatima. Từ một làng quê nghèo hẻo lánh, Fatima đã được cả thế giới biết đến. Từ cây sồi năm xưa ấy, ngày nay đã có một đền thờ to lớn, quảng trường rộng rãi, mỗi năm đón tiếp hàng triệu người đến với Mẹ Maria tại đây trong nhiều lý do lôi kéo các tín hữu hành hương đến roma chắc chắn không thể thiếu lý do xin mẹ cầu khẩn chúa ban ơn chữa lành bệnh nhiều bệnh nhân với những căn bệnh trầm trọng y khoa không thể chữa khỏi đã được lành bệnh cách lạ lùng mà khoa học không thể giải thích được sau đây chúng tôi xin thuật lại một số vụ khỏi bệnh lạ thường và được xem như các phép lạ nhờ lời cầu khẩn của mẹ fatima Joaquim Duarte Oliveira là một người Bồ Đào Nha sinh sống tại thủ đô Lisbon. Ông bị ung thư và nằm liệt giường từ 8 năm. Ông đã được các bác sĩ chuyên khoa xuất sắc nhất Bồ Đào Nha chữa trị, nhưng sau bao nỗ lực, kết quả vẫn là con số 0. Như một nỗ lực cuối cùng, vào tháng 10 năm 1927, vợ của ông đã phó dân ông cho mẹ Fatima, và khi đưa cho ông vài giọt nước thánh, bà đã khấn hứa với đức mẹ mà chồng bà không biết. trên gối của ông, bà đặt một số báo tiếng nói Fatima, trong đó có kể lại cuộc khỏi bệnh kỳ diệu của bác sĩ Agassio khi cảm thấy tò mò, ông Joaquim bắt đầu đọc tờ báo đó. sau khi đọc bài báo, ông cảm thấy niềm tin của mình và lòng hy vọng nơi mẹ Maria được gia tăng bất ngờ ông bắt đầu cầu nguyện với mẹ fatima để xin được lành bệnh như mẹ đã chữa lành cho bác sĩ Beirut ngay chính lúc ấy ông cảm thấy được biến đổi hoàn toàn được chữa lành hoàn toàn và từ ngày hôm sau ông sống cuộc sống bình thường như lúc chưa bị bệnh một tháng sau ông đã cùng với gia đình đi đến fatima tạ ơn đức mẹ Bác sĩ Agacio da Silva Kibiru đã kể lại việc mình được chữa lành như sau. Vào chiều ngày 9 tháng 3 năm 1926, khi tôi đang lái chiếc mô tô với tốc độ thật lớn, thì một chiếc lốp xe văng ra khỏi niềng bánh xe. Tôi bị ngã xuống và bị gãy một chân xương, gãy xương đòn, xương bàn chân, các vết thương bầm dập nát. Tôi nghĩ đến vợ các con của tôi đang chờ tôi ở nhà chỉ còn 300 hay 400 mét nữa là tôi đã về tới nhà. Tôi đã khấn cầu Đức Mẹ Fatima và chờ chết. Nhưng tôi cảm thấy là đầu óc mình vẫn hoàn toàn minh mẫn và tôi cầu nguyện xin Đức Trinh Nữ cứu tôi. Khi nhận được tin báo tai nạn xảy ra, vợ tôi đã chạy đi với lòng đầy tin tưởng, bà quỳ gối trên đường khấn cầu Đức Mẹ cứu giúp tôi. Tôi cảm thấy đau đớn khủng khiếp khi vợ tôi cùng với các bạn đến họ chuyển tôi đến phòng khám rồi sau đó đến bệnh viện đại học coimbra ở đây tôi được chữa trị tôi và các bạn của tôi đã ngạc nhiên vô cùng vì tôi không bị sốt và không bị nhiễm trùng tí nào thú thật là sự kiện này khoa học không giải thích được tôi không thể ngăn mình gọi đó là phép lạ tôi đã tin là mình may mắn nếu có thể sống sót ngay cả nếu bị cắt bỏ một chân nhưng ngược lại, tôi thấy mình được cứu sống lành lặn, còn nguyên vẹn đôi chân và không phải đi khập khiễng, không gặp tí khó khăn nào. Tôi hoàn toàn tin rằng chỉ có nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ Fatima, tôi mới được cứu sống. Emilia Martins, 42 tuổi, sinh tại Santiago, đã nằm liệt giường 6 năm, hầu như không thể nhúc nhích được thêm vào đó bao tử của bà không thể nhận được thức ăn nào tràn đầy niềm tin bà emilia muốn đi đến fatima nhưng vì quá nghèo nên bà không thể thực hiện lòng mong ước một số giáo dân có lòng sùng kính đức mẹ đã góp tiền thuê một chiếc xe hơi và emilia đã có thể đi cùng một y tá và hai người em đến fatima trên đường đi đến fatima tình trạng của bà emilia trở nên tệ hơn khi đến oporto emilia được nhận lãnh các bí tích sau cùng tuy nhiên sau đó bà đã có thể tiếp tục cuộc hành trình khi đến fatima bà được đưa vào bệnh viện trong thời gian nằm ở đây vài lần bà bị mất ý thức tim ngừng đập và ngừng thở và có một lần bác sĩ tuyên bố bà đã chết nhờ có máy móc trợ giúp tim của bà đã có thể đập trở lại người ta quyết định đưa bà đến lãnh phép lành dành cho các bệnh nhân vừa khi nhận được phép lành bệnh nhân tỉnh dậy như vừa ngủ một giấc mở đôi mắt từ từ hồi tỉnh lấy lại ý thức bà cảm nhận một sự khỏe khoắn và la lên tôi được chữa lành rồi ngợi khen và cảm tạ đức mẹ maria bác sĩ điều trị đã viết giấy xác nhận bà được chữa lành hoàn toàn trong đó ông xác định rằng sự việc xảy ra trong thoáng chốc và do đó nó không thể giải thích được theo y khoa. Cạc Mina Đà Con Chê Y Sao là một thiếu nữ 17 tuổi sống tại Lisbon. Cô bị lao nặng và biến chứng từ năm tháng trời, phải nằm trên giường vì những cơn đau đớn hành hạ cả thân xác cô. Các bác sĩ chuyên khoa chữa trị cho cô đã mất hết hy vọng về việc cô sẽ được chữa lành. Tuy nhiên, sau khi được cha xứ an ủi về tinh thần, cô bất ngờ tin tưởng và hy vọng vào Đức Mẹ Fatima. Chỉ nhờ lời khấn cầu của Đức Mẹ, cô mới có thể được chữa lành. Và vì thế, các Mina đã xin được đưa đến Fatima. Mẹ của cô đã thực hiện yêu cầu của cô. Ngày 2 tháng 6 năm 1931, thiếu nữ bệnh nhân được đặt trên ghế nằm và đưa đến Fatima. Trong chuyến hành trình kéo dài 10 tiếng đồng hồ, cô đã liên tục ho ra máu. Khi vừa đến Fatima, cô được đưa đến bệnh viện và ngày hôm sau cô nghe thánh lễ và lãnh nhận phép lành. các Mina trò chuyện với một linh mục và cho biết cô sẵn sàng đón nhận thánh ý của Chúa và của Đức Trinh Nữ Maria. Ngay lập tức, các Mina bất ngờ cảm thấy khỏe hơn. Cô đứng dậy với sự ngạc nhiên, la lớn về phép lạ, trong khi nhiều người chạy đến vui mừng về phép lạ. Bác sĩ Pereira một vài giờ trước đó đã xác định chắc chắn về tình trạng trầm trọng của bệnh nhân, đã tuyên bố, đó là một phép lạ, một bệnh nhân đến đây phải nằm trên giường, giờ đây tự đi lại được. Các Mina trở về gia đình trong tình trạng được chữa lành hoàn toàn. Asunta Dalanka Palma, 36 tuổi, từ năm 1925 bị bệnh gan, bị vàng da và đau đớn. Từ năm 1935 các dấu hiệu nặng hơn bắt đầu xuất hiện. Dù cho các bác sĩ chuyên khoa cố gắng chạy chữa, tình trạng của Asunta trở nên nặng hơn. Chứng ung thư làm cho cô bị ho ra máu nặng nề. Ngày 12 tháng 1 năm 1941, Asunta ho ra máu quá nặng đến nỗi tất cả nghĩ là cô sắp chết. Cô được nhận các bí tích sau cùng. Cô muốn được tham gia vào chuyến hành hương của giáo phận đến Fatima vào tháng 5 bởi vì cô đã đặt tất cả hy vọng được chữa lành nơi mẹ Fatima. Sau khi nhận lãnh phép lành và mình thánh chúa do Đức Giám mục giáo phận Leibra Ban, cô cảm thấy như có một luồng điện giật và tất cả sự đau đớn trước đó đều biến mất. Cô nhảy lên, vẫy tay mừng rỡ trên hành trình trở về nhà, bác sĩ của chuyến hành hương nói là tình trạng của cô rất là tốt. Từ ngày được chữa lành, sức khỏe của cô luôn tốt. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Tua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.